Mê mẩn với bộ sưu tập thời trang độc nhất vô nhị làm từ các món bánh dân gian. Tìm xem đặc sản quê hương mình khi biến hình sẽ ra sao bạn nha. Đây chính là tác phẩm vô cùng độc đáo của nhà thiết kế công chúa, anh Nguyễn Minh Công. Vốn dĩ trong mắt tôi, đồ ăn lúc nào cũng gợi cảm giác ngon. Nhưng đây là lần đầu tiên, những thức bánh vốn quen thuộc gần gũi đó lại gợi lên cảm giác đầy thẩm mỹ, sang trọng và lộng lẫy. Làm sao mà nghĩ ra được, xôi vị tím lại có thể trở thành chiếc váy bồng bềnh quyến rũ như thế này cơ chứ? Món mứt dừa tuổi thơ, thoát cái nghệ thuật cùng hiệu ứng chuyển màu vô cùng sang trọng. Bánh chuối hấp vàng ươm lại là chất liệu bóng satin cho bộ đầm xòe lộng lẫy. Hay là bánh khọt, bánh đúc, bánh bột, vân vân và mây mây, đủ các loại bánh đều đường óc sáng tạo của nhà thiết kế tận dụng khéo léo, trở thành những mẫu váy dạ hội độc đáo và tinh tế. Cùng nhìn ngắm thêm các mẫu thiết kế từ đủ loại bánh dân gian miền Tây khi đường biến hóa đầy bất ngờ các bạn ạ. Bộ sưu tập 20 mẫu thiết kế thời trang làm từ 20 loại bánh dân gian đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục. Người đầu tiên tại Việt Nam sáng tạo nên bộ sưu tập thời trang mini với chất liệu từ các món ăn của ẩm thực miền Tây Nam Bộ. Các bạn có nhận ra món bánh nào của quê hương mình không? Chia sẻ cùng 8TV cảm nghĩ của mình cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị nhé!